Tại sao mình cứ thích là phải luôn luôn giữ tâm mình trong chánh niệm trong giây phút hiện tại vậy? Cái điều gì mà mình cứ muốn làm cái chuyện đó vậy? Động lực gì mà tại sao, lý do gì mình cứ muốn giữ tâm mình trong giây phút hiện tại? Tại vì nếu như mình không có chánh niệm, không có để tâm trong giây phút hiện tại thì mình sống trong lãng quên, nó giống như một cái xác chết thôi. Tại vì mình thật sự mình không có biết cái gì đang xảy ra cho mình, tại cả cho chính mình không biết thật sự điều gì này xảy ra. Và đối với mình thì cái quan điểm lúc đó, nếu như mình sống trong một sống mà mình không biết cái gì nó đang xảy ra cho cơ thể và tâm hồn của mình thì cuộc sống này nó không có ý nghĩa. Thì lúc đó cái quan điểm của mình là để cho cuộc sống này có ý nghĩa thì mình là một con người gọi là có ý thức, thì mình phải biết cái gì nó đang xảy ra và mình tận hưởng được những cái gì xảy ra trong xung quanh mình cũng như là trong bản thân mình, thì lúc đó là cuộc sống mình có ý nghĩa. Thì lúc đó là mình quan điểm như vậy. Và nếu như mà mình thất niệm, tức là mình không biết cái gì nó đang xảy ra, những cái gì nó hiến cuộc đời hiến tặng cho mình, hoặc là những cái gì rất là đơn giản như một tách trà nó hiến tặng cho mình mà mình không tận hưởng được, thì mình đánh mất hết tất cả những cái điều thú vị cũng như giá trị ý nghĩa cuộc sống hiện tại của mình. Cho nên vào thời điểm đó là mình cố gắng luôn luôn phải giữ tâm mình biết cái gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại, và giữ tâm mình luôn trong chánh niệm, nó như là một cái ý nghĩa cuộc sống mình. Thì vào thời điểm đó mình quan điểm như vậy, mà mình cũng nhiều khi cũng lúc khi mà mình làm mình cũng không rõ được cái động lực gì nó làm cho mình chỉ biết là trong thời điểm đó mình phải làm như vậy để cuộc sống mình có ý nghĩa thôi. Và khi mà một người hỏi mình tại sao làm vậy thì thật sự trong cái giai đoạn đó mình cũng không trả lời được. Mãi đến sau này khi mà mình có một cái quan niệm nó rộng lớn hơn, nó bao trùm cái vấn đề đó, thì mình mới trả lời được.